Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 3, cùng nhau giải bài tập cuối tuần tuần 6, bài số 4, lesson 2 and lesson 3, Math and Write. Math and Write. Then say the word aloud. Tức là nối và viết, sau đó thì đọc to cái từ đó lên. Bây giờ các bạn nhớ nhá. For chúng ta sẽ là viết chữ gì vào đây? Chữ F viết vô này. Rồi seven là viết chữ S vô này. Sing là viết chữ S vô này. Đây chữ F này. Đây chữ S này. Đây chữ sinh này. Đây chữ file này. Đây chữ six là số 6 này. Bây giờ chúng ta nối nha. Rồi cho nhỏ xuống nó mới được. Rồi ok. Four. Seven. Sing, five, six và đây là five tanks. Vậy cái chỗ này chúng ta sẽ điền chữ F vô. Khỏe đó. Rồi chúng ta xuống bài dưới, chúng ta hãy khoanh tròn và từ đúng I am hay là I are. Ở đây các bạn phải khoanh vào I am 7 years old. Whose dog is Mary? Ai kia đó là Mary. How old are you? I'm 9. Bởi vì ở đây là từ 9 là 9 tuổi, cho nên ở đây sẽ là how old are you là bạn có khỏe không? How are you là hỏi no. How old are you là hỏi bạn bao nhiêu tuổi, còn hỏi how are you là bạn có khỏe không? Chúng ta không thể trả lời là I'm 9 được, cho nên đã phải chọn how old. Rồi câu số 4, how are you? Bạn có khỏe không? Thì ở đây các bạn nhớ chọn mình khỏe cảm ơn, đó là thank you, chứ không phải là thanks you nha. Thank you. Rồi chúng ta sẽ điền những cái từ này vào đây. Xin chào, mình tên là Trang. Ở đây mình thiếu cái từ gì? Ở đây mình thiếu từ my name is Trang. I am 8 years old. Mình thì 8 tuổi. This is Tony. Đây là Tony. He is 7 years old. Anh ấy 7 tuổi. That is Fan. His con trai. His is 10 years old. And that is Mia. She is 9 years old. We are good friends. Xin chào, tên của mình là Trang, mình 8 tuổi. Đây là Tony, anh ấy 10 anh ấy 7 tuổi và kia là Phan, anh ấy 10 tuổi luôn. Và kia là Mia, cô ấy 9 tuổi. Chúng tôi là những người bạn tốt của nhau. Rồi, Trang 9 tuổi đúng hay sai? Rồi, Trang 8 tuổi và đảm bảo 9 tuổi là sai. Chúng ta khoanh vào phone. Tony thì 7 tuổi. Rồi, Tony 7 tuổi là đúng. Rồi, Phan 10 tuổi là đúng nè. He is 10 years old nè. Ok. Rồi Mia 8 tuổi đúng luôn. Đâu được Mia 9 tuổi và đây sai. Rồi chỗ họ là những người bạn tốt đúng rồi. Rồi hãy đếm và khoanh tròn. One how many apple? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Chúng ta khoanh vào ten. How many books? One, two, three, four, five. Okay, five books. How many birds? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birds. Okay. How many pencils? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 8 pencils. Rồi, cái tuần 6 của chúng ta đến đây là hết rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong tuần 7 nhé. Rồi, goodbye.